Chàng tên là Pháp Hải, nghe nói là truyền thế của Mãng Tiên. Mặc dù chàng chỉ mới tu hành 20 năm nhưng chàng đã có tu vi hàng ngàn năm mà người khác có ước cũng không được. Người mặc đồ trắng, tay cầm phất trần. Sau một hồi niệm chú yêu ma quỷ quái tốt số sẽ bị chàng đánh bay xa ngàn dặm, còn những con xấu số hơn sẽ bị giết ngay tại chỗ không hề nể tình. Vị phương trượng trước mắt chúng ta tóc trắng như mây, bước đi như bay, nhưng Pháp Hải có thể vừa nhìn đã nhận ra. Ừ

Pháp Hải không quan tâm nhiều như thế, chàng vung tấm lụa dài 500 mét ra, sau đó lấy từ trong người ra đại la kim bát thu phục yêu quái nhận kia, sau đó chân áp nó dưới chỗ để người qua đường nghỉ chân. Nhưng trước khi đi, chuỗi chàng hạt trong tay con yêu quái đã thu hút sự chú ý của Pháp Hải, trên đó Phật khí vẫn còn vương mãi không tan đi. Pháp Hải không nhịn được cảm thấy nghi ngờ, lẽ nào con yêu quái này thật sự tu luyện dưới chân tượng Phật mỗi ngày sao? Chẳng lẽ chàng đã bắt lầm người rồi? Bắt đầu từ khi đó, Pháp Hải dần nghi ngờ phong cách làm việc dập khuôn theo quy tắc của mình, thế là châm niệm đó ngày càng lớn lên cho đến lúc không thể nào thu lại được nữa. Pháp Hải buồn dầu nên chạy rất nhanh trong một khu rừng trúc, nơi này che trúc liên tục trao đảo, chứng tỏ có yêu quái hoành hành. Pháp Hải thấy yêu quái lập tức ra tay trừng trị nó, hiện pháp. Đại uy thiên nhãn vừa mở liền thấy hai con rắn một xanh một trắng đang bò ở đây, khi ấy chàng lập tức ném môi lửa ra chuẩn bị bắt yêu quái. Bắt yêu quái nhưng ở cách đó không xa tiếng phụ nữ hét thảm thiết khiến pháp hải bị phân tâm hóa ra đó là một sản phụ chuẩn bị lâm bồn nhìn kỹ lại thì thấy hai con rắn đó đang che mưa cho sản phụ như vậy quả nhiên yêu quái cũng phân thiện ác điều này đã kiểm chứng suy nghĩ trước đây của pháp hải chàng cũng dơ cao đèn khẽ tha cho hai con xa yêu kia Pháp Hải vốn dĩ định đến giúp người phụ nữ kia sinh con nhưng vì giữ vững sắc giới, chàng chị đành liên tục lùi về sau, chưa có điều những gì nên thấy hay không thấy đều đã thấy hết. Cuối cùng Pháp Hải để chuỗi chàng hạt trước đó chàng tịch thu của yêu tinh nhẹ âm thầm tặng cho xà tinh rồi đi mất. Tất cả phải xem tạo hóa của các người thôi. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, hạt mầm của dục vọng đã bị gieo vào trong tim của Pháp Hải. Pháp Hải vẫn khắc khổ tu luyện như trước, nhưng có cố thế nào cũng không tĩnh tâm được. Chàng vẫn nhớ đến cơ thể trần trụi của người phụ nữ đang sinh con đêm hôm đó. Chàng mở mắt ra xung quanh toàn là yêu quái trong không gian tối và con yêu quái đang thoải mái hoành hành trước mắt pháp hải bọn chúng đều là tâm ma của pháp hải ta tâm có như lai tĩnh như như lai vậy chúng ta tâm có pháp hải chúng ta đều là pháp hải to gan dám xỉ nhục phật của ta pháp hải đại khai sát rời giết hết tất cả bọn chúng ây ra người xuất gia kia pháp hải giật mình tỉnh giấc pháp hải biết bản thân mình lúc này đã bị sắc tâm mê hoặc bèn quyết định xóa bỏ tâm ma chàng đến nơi nghỉ chân nhấp nó ra thả yêu quái nhẹ đi nhưng pháp hải biết đây mới chỉ là bước đầu để xóa bỏ tâm ma à. hai con xà tinh mới biến thành hình người vừa học được cách đi lại chị gái là cô nàng mặc áo trắng bạch tố trinh tu luyện một ngàn năm còn cô em là cô nàng mặc áo xanh tiểu thanh tu luyện 500 năm vẫn còn bị chị nhắc nhở về những quy tắc làm người hai cái này không gọi là đuôi gọi là chân thật nhàm chán cái này mà gọi là chân à nhưng thế gian vạn vật còn nhiều thứ để cho họ học lúc đi vẫn chưa bỏ được thói quen lắc lưu uốn éo hai tuyệt sắc gia nhân đi như thế này ai chịu cho nổi họ đi qua nơi nào nơi đó nam nhân đều bị hút hồn mà tại sao họ tu luyện ngàn năm mà giờ mới thành người tất cả những thứ này là do chuỗi hạt được pháp hải tặng đêm đó thanh xà bạch xà có được chuỗi hạt nhờ nó hút được tinh hoa trời đất tiểu thanh trượt từ trên mái nhà xuống nàng nghịch ngợm rơi giữa nhà của loài người nàng dùng cơ thể của con người lắc lư trước eo rắn hàng thật giá thật mà bạch tố trinh không hề có hứng thú với những thú vui trụ lạc này nàng bị chàng thư sinh ở bên cạnh hấp dẫn đặc biệt là vị phu tử chỉ trích đệ tử của mình chìm đắm trong nữ sắc tên là hứa tiên sự nghiêm chỉnh của hứa tiên hoàn toàn khác biệt với thời đại loại khí chất đặc biệt này khiến bạch tố trinh say đắm bèn quyết định tạo một cuộc gặp tình cờ Ngày hôm sau Bạch Tố Trinh làm phép khiến trời đổ mưa phùn, nhìn thấy đối phương vội vàng đi tránh mưa tiểu Bạch xe đắm nhìn chàng không rời mắt, nàng thích khí chất thư sinh của chàng, nhưng càng thích sự thật thà của chàng hơn. Cho dù tiểu Thanh thấy tỷ tỷ của mình như vậy đã trợn mắt xe biểu, nhưng khi hứa tiên lên thuyền tiểu Thanh rất biết điều nhảy xuống nước trốn. Này có người rơi xuống nước rồi, chiếc thuyền không ngừng trao đảo, Bạch Tố Trinh cũng cố ý ngã vào lòng hứa tiên. Có một loại tình yêu gọi là vừa gặp đã yêu chính là mô tả thời khắc này. Chàng không cần phải sợ, muội muội thiếp bơi giỏi lắm, muội ấy đang nghịch nước ý hai người đi vào trong thuyền hứa tiên thẫn thờ nhìn nàng làn da mịn màng trắng trẻo của nàng còn vương những hạt mưa sợi tóc bị dính mưa ướt đẫm như sợi dây thừng cong cong dẫn xuống dưới hứa tiên quay đầu đi không dám nhìn nữa bạch tố trinh đến che ô cho chàng chàng cũng hết ngại ngùng nằm lấy tay nàng chiếc thuyền cuối cùng cũng dừng bên bờ hồ tây hứa tiên đi được một đoạn bỗng quay đầu lại cô nương để nàng che mưa bạch tố trinh nhiệt tình đón lấy chiếc ô nhưng rõ ràng nàng đã có ô rồi khó có thể từ chối sự nhiệt tình này vậy nên đa tạ công tử ngày mai chàng đến nhà ta lấy nhé vào ngày hứa tiên đến nhà Bạch Tố Trinh vẫn đang khắc khổ tu luyện để kiềm chế bản tính của mình. Ngược lại cô em Tiểu Thanh không hề ăn phận tẹo nào. Vào lúc hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa có người đến. Nhưng người đến nhà không phải hứa tiên mà là một đạo sĩ mù dẫn theo hai đứa trẻ. Ông cũng giống y như Pháp Hải năm xưa thấy yêu quá là bắt, chỉ có điều thực lực khác nhau, công lực của ông kém xa Pháp Hải. Sau khi rắc lưu hoàng xung quanh tường, Tiểu Thanh ở trong phủ đã hiện nguyên hình. Đúng lúc này Hứa Tiên cũng đến, trong nhà có hai con xà tinh. Căn nhà và vườn là dùng yêu thuật biến ra, cậu là người ngoài mau chóng rời khỏi đây. Bạch Tố Trinh thấy vậy nhẹ nhàng thi triển pháp thuật biến ra một cơn mưa tầm tã cho Lưu Hoàng trôi đi. Lão đạo sĩ biết thực lực mình kém cỏi hơn cũng không ham ở lại chiến đấu nữa, vội vàng kéo Hứa Tiên chạy thoát thân. Nhưng Hứa Tiên từ đầu đến cuối không hề tin lời đạo sĩ, chàng cắn vào tay ông ấy một mực ở lại đây. Chỉ có điều Hứa Tiên đứng trước cửa có chút thất thần bởi vì lần đầu tiên chàng nhìn thấy Tiểu Thanh xinh đẹp thoát tục công tử, ta đây là Tiểu Thanh, chàng làm rơi đồ, ta nhặt lên giúp chàng rồi. À, cảm ơn nhé. Tiểu Thanh trêu chọc Hứa Tiên có thể là vì thích cũng có thể chỉ vì nghịch ngợm nên chọc chơi. Đợi đến khi Bạch Tố Trinh xuất hiện, Tiểu Thanh cũng rời đi đuổi theo lão đạo sĩ. Ta không có thời gian chơi với chàng nữa rồi, chàng trai thật thà. Lão đạo sĩ biết chút pháp thuật nhưng ra mắt mù bẩm sinh, trên đường đi hướng nào phải nhờ đồ đệ nhắc nhở. Cũng do đồ đệ không nhắc kỹ, lão đạo sĩ rơi thẳng xuống sông còn bị cọc đầu, khiến chán sưng to một cục như quả trứng gà đợi đến khi tiểu thanh xử lý lão đạo sĩ xong trở về nhà tỷ tỷ đang ngồi trên bàn ăn tình tứ với hứa tiên tiểu thanh ở bên cạnh thấy vậy ngơ ngác nhưng tiếp theo còn những thứ hấp dẫn hơn đang chờ nàng xem ta đến đây để lấy ô nó ở đâu thế vậy không ăn cơm nữa ô ở đâu thế tới đây cảnh xuân tuyệt sắc như thế cho dù là tiểu thanh cũng khó lòng kìm chế nổi tôi hiểu rồi hóa ra lấy ô là như thế này sau khoảng thời gian đó, Hứa Tiên trước kia không gần nữ sắc cũng như bị ma nhập, các phụ tử bên cạnh thảo luận không còn nghe thấy tiếng đọc sách nữa, chưa có thể nói đúng là nữ sắc hại người. Cùng lúc đó trong thành gặp lũ lụt, Pháp Hải nghĩa khí đến trị thủy, đúng lúc gặp Tiểu Thanh và Bạch Tố Trinh đang giúp đỡ người dân, thế vậy Pháp Hải vô cùng vui mừng, xem ra khi đó chàng nương tay tha cho hai người họ không hề sai. Mà Tiểu Thanh nhìn thấy cầu vồng do Pháp Hải tạo ra liền đem lòng yêu Pháp Hải, tỷ tỷ vội vàng lên tiếng nhắc nhở nàng, Pháp Hải và Hứa Tiên không giống nhau cho dù chọn phu quân hay kết gia bằng hữu đều phải cẩn thận. Sau đó Bạch Tố Trinh bắt đầu dựa vào phép thuật của mình mở cửa hàng khám bệnh, rất nhanh danh tiếng của nàng đã nổi khắp vùng. Nàng cũng cùng Hứa Tiên chính thức kết tóc thành vợ chồng, chỉ có điều nàng khá bận, vừa bận đề phòng tiểu thanh thỉnh thoảng lại câu dẫn chồng mình, vừa bận cố gắng để trở thành một con người hoàn chỉnh, trở thành một người vợ tốt. Nhưng Bạch Tố Trinh càng như vậy tiểu thanh lại càng cô đơn, nàng cho rằng tỷ tỷ đang lạnh nhạt với mình, nhưng ái ngại về thân phận nên nàng không nói rõ ra. Mặc dù tiểu thanh không hiểu thất tình lục dục là gì nhưng nàng rất ham học thấy gì học đó mô phỏng tỷ tỷ chiêu gẹo hứa tiên giải thích cho ta nghe thế nào là tình thế nào là thất tình lục dục của con người nhân lúc tỷ tỷ không có nhà chàng nói cho ta nghe đi cái này không thể tùy tiện nói được tiểu thanh bảo hứa tiên vẽ lên người mình thế nào là tình như vậy nàng sẽ học được tình là gì chỉ có điều đúng vào lúc này bạc tố trinh đến hứa tiên cũng là kẻ muốn lắm nhưng không dám làm dù sao thê tử mình đang ở đây chẳng không thể làm người phụ bạc được sau thời gian dài sống chung với hai tỷ muội nhà Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên cũng dần phát hiện ra manh mối để chứng minh thân phận của hai người họ không bình thường. Hứa Tiên không lập tức vạch trần hai người chỉ có điều chàng trở nên rất nhạy cảm. Khi đó dân gian tương truyền rượu hùng hoàng có thể đuổi rắn và côn trùng. Trong lúc thiếu suy nghĩ, Hứa Tiên liền đến mua một ít. Nhưng lúc chàng quay về trên đường mọi người đều khen vợ chàng Bạch Nương Tử y thuật cao minh, giải cứu chúng sinh. Hứa Tiên đứng thẫn thờ bên đường suy ngẫm lời mọi người nói. Là người hay là yêu đã sao? Chẳng lẽ những việc tốt nàng làm là giả sao? Cuối cùng Hứa Tiên lén uống hết rượu hùng hoàng, chàng định sẽ dấu bí mật này mãi mãi nhưng đến ngày Tết Đoan Ngọ vì phong tục là mọi người đều phải uống rượu hùng hoàng, với đạo hạnh của Tiểu Thanh nếu ở trong nhà nhất định sẽ hiện nguyên hình, Hứa Tiên nhìn thấy bị sợ sẽ không tốt, Tiểu Thanh chỉ đành trốn đi. Ngày hôm đó ánh trăng rất đẹp, Bạch Nương Tử đặc biệt chuẩn bị rượu hùng hoàng để uống cùng với Hứa Tiên, để chứng minh bản thân không phải yêu quái, nàng liên tục uống rượu hùng hoàng. Nhưng tướng công vì muốn bảo vệ bí mật của nàng đã lén đổ rượu xuống hồ. Nào ngờ lúc này nước hồ không còn yên ắng như trước nữa bởi vì Tiểu Thanh đang trốn ở dưới đáy hồ chỉ trong phút chốc tiểu thanh bị dính hùng hoàng lập tức hiện nguyên hình sau khi một con rắn khổng lồ xuất hiện hứa tiên bị sợ đến mức vỡ mật chết ngay tại chỗ pháp lực của bạch nương tử vẫn chưa đủ để khiến người chết đi sống lại để cứu hứa tiên nàng nhất định phải hái được linh chi thảo ở núi côn luân nhưng nơi đó có tiên hạc của nam cực tiên ông canh giữ chắc chắn sẽ rất khó hái được mặc dù bị tiểu thanh ngăn cản nhưng bạch nương tử bằng lòng mạo hiểm một phen tiểu thanh thấy khuyên mãi không được cũng cùng tỉ tỉ đến đó mà cảnh này trùng hợp bị pháp hải nhìn thấy bay nhanh như thế chắc chắn có chuyện thế là pháp hải nhanh chóng đuổi theo cho dù hai tỷ muội biến thân lấy được linh chi thảo nhưng muốn thoát khỏi đây không phải chuyện dễ dàng gì tiểu thanh ở lại chiến đấu để tỷ tỷ mang theo linh chi thảo quay về cứu người nhưng tiểu thanh đã đánh giá cao bản thân mình nàng không phải đối thủ của pháp hải và lúc tiểu thanh tưởng rằng mình chắc chắn sẽ chết pháp hải bỗng cho nàng một cơ hội xà yêu ta muốn ngươi giúp ta tu hành giúp ngài tu hành á nếu như ngươi có thể làm loạn định lực của ta vậy ta sẽ thả ngươi đi được để ta thử chỉ có điều ta không có định lực gì hết ta sợ ngài chưa loạn ta đã loạn trước rồi pháp hải vẫn ngồi yên không động đậy thấy vậy tiểu thanh bèn dùng hết kiến thức và kỹ năng của mình đem những hành động của tỷ tỷ và tỷ phu trước kia tái hiện lại trên cơ thể của pháp hải hai người đấu với nhau một ngày một đêm thậm chí tiểu thanh còn nghịch đuôi không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt này pháp hải không thể giữ vững định lực của mình ngài thua ta rồi pháp hải bị thua chàng lập tức nổi trận lôi đình nghĩ đến bản thân mình tu vi cao cường giờ lại bị hoan ái sát thị đánh bại thực sự vô cùng hổ thẹn Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chàng chính là tiêu diệt Tiểu Thanh, chuyện này ở góc độ nào đó cũng được coi là diệt trừ tội nghiệt. Nhưng Tiểu Thanh đã chuồn mất tiêu rồi. Bên phía nhà của hai nàng quả nhiên Linh Chi Thảo có thể khiến hứa tiên chết đi sống lại. Mặc dù hứa tiên chắc chắn 100% nương tử của mình là yêu quái nhưng chàng vẫn bình thường như xưa. Nhưng khi Tiểu Thanh vẫn còn vương dư vị hoan ái quay trở về tính tình của nàng thay đổi chóng mặt. Nhân lúc tỷ tỷ không có nhà nàng đã lấy hứa tiên ra luyện tập, hứa tiên dù sao cũng là người phàm không thể chống lại sự rủ rỗ của nàng, nhưng chàng không hề hay biết rằng người mà tiểu thanh nhung nhớ chỉ có pháp hải cảnh tượng hai người thân mật bị bạch nương tử bắt được bạch nương tử mượn cớ này để lạnh nhạt với tiểu Thanh và yêu cầu tiểu thanh rời khỏi ngôi nhà này nhưng tiểu thanh không muốn đi nàng không thể xa bạch nương tử và trong năm sống chung với nhau tình cảm của họ sớm đã gắn bó keo sơn lúc này bạch nương tử rơi lệ đâu phải nàng không muốn ở chung với muội muội chỉ có điều bây giờ nàng đang mang thai đã chính thức kết thúc quá trình chuyển đổi từ rắn thành người rồi mà người và yêu không thể sống chung với nhau đây là lẽ thương tình Tiểu Thanh nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên mạch Bạch Nương Tử hỏi đây là gì thế? Lúc này nàng vẫn chưa biết ý nghĩa của nước mắt. Bạch Nương Tử nói với nàng đợi đến một ngày nào đó muội rơi lệ, muội sẽ hiểu hết tất cả. Pháp Hải đến nơi Hứa Tiên dạy học sau khi gặp Hứa Tiên, chàng liền nói đối phương ấn đường có màu đen, sau đó liền tặng cho Hứa Tiên một chuỗi tràng hạt có thể hàng trừ yêu ma. Hứa Tiên chỉ đành nhận chuỗi tràng hạt, nhưng sau khi đi ra ngoài, chàng liền ném nó xuống hồ ở ven đường. Bây giờ việc Hứa Tiên cần phải làm ngay tức khắc là về nhà nói với nương tử để hai nàng mau chạy thoát thân. Ta nói thẳng luôn nhé, ta biết hai nàng là xà tinh biến thành hình người, có một hòa thượng cho ta chuỗi tràng hạt, nói muốn thu phục hai nàng. Ta đã ném chuỗi tràng hạt đi rồi, chẳng mấy chốc ngày ấy sẽ tìm đến đây. Bây giờ ta sẽ đi xem ngày ấy đang ở đâu. Hứa Tiên không tìm thấy Pháp Hải ngược lại nãy giờ Pháp Hải vẫn luôn bám theo chàng, luôn miệng đòi chàng trà chuỗi chàng hạt, sau đó Pháp Hải thi pháp, khu vườn trước đó còn xanh tốt bây giờ trống không chẳng còn gì nữa. Thứ ra chuỗi chàng hạt đang nằm trong tay Pháp Hải chẳng mang Hứa Tiên không biết trân trọng bảo vật. Hứa Tiên nóng lòng cứu thê tử, điều này có thể hiểu được. Và lúc này Pháp Hải đã phạm vào cả ba điều trong ngũ độc tâm mà phần dạy đó là tham lam, tức giận và ngu si thầy hứa tiên không chịu hối cải pháp hải đã đưa chàng đến kim sơn tự đưa chàng đến đây đầu tiên là để tẩy não hứa tiên để chàng quên đi sắc giới trước mắt hay là dụ dỗ tỉ muội bạch nương tử đến đây để tóm gọn cả hai ta không muốn tu hành ta muốn trầm mê sắc giới ta thích thế sợ cái gì chứ các người đang đố kỵ với ta gánh tị ta lúc này quả nhiên tỉ muội thanh bạch xa đã đến chỉ có điều một người đến để cứu trưởng phu còn một người đến để cứu tỷ tỷ bạch nương tử quỳ ở đó không ngừng khóc lóc cầu xin nhưng pháp hải thiết diện vô tư thấy dùng cách này không được bạch nương tử quyết định đấu pháp thuật với hòa thượng bạch nương tử vung tay lập tức sóng lớn xuất hiện nàng chuẩn bị nhấn chìm kim sơn tự lúc này tiểu thanh ở bên cạnh vẫn khóc lóc cầu xin tỷ tỷ hy vọng tỷ tỷ từ bỏ hứa tiên để có thể sống sót nhưng mối tình này trong lòng bạch nương tử đã vô cùng sâu đậm nàng muốn cùng chàng sống với nhau đến bạc đầu đến chết mới thôi Tiểu Thanh thấy tỷ tỷ đã quyết định như vậy rồi, nàng cũng chỉ đành dốc hết sức hỗ trợ, giúp đỡ Bạch Nương Tử thi pháp làm mưa. Nhưng Pháp Hải pháp thuật cao cường hơn hai người họ, đám yêu quá nhã nhép dám muối dìu qua mắt thợ. Đại uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, bàn nhược chư Phật, bàn nhược Ba Mau Anh, rời núi. Pháp Hải nhấc bổng Kim Sơn tự lên sau đó triệu hồi tấm vải lớn che trời, tiếp đến để lộ ra Đại uy Thiên Long, dùng một con hỏa long tấn công hai tỷ muội thanh bạch xà. Sau một hồi chiến đấu hai tỷ muội đã kiệt sức, mà ở trong chùa hứa tiên thấy bên ngoài đánh nhau vô cùng kịch liệt chàng lập tức quyết định chỉ cần bảo vệ được nương tử chàng bằng lòng gia nhập không môn từ nay không tham luyến gì nữa bên phía bạch nương tử ra vào thời khắc mấu chốt nàng bị động thai khiến năng lượng điều khiển nước bị giảm nước lũ mất kiểm soát nhấn chìm bách tính trong thành mà tỉ muội bạch nương tử cũng khó tránh được cái chết chút được đi đứa trẻ mới chào đời người cũng không tha sao bạch xà sinh con điều này có nghĩa là bạch nương tử đã hoàn toàn biến thành người cảnh tượng này khiến pháp hải bị sốc chàng cũng dần bị pháp thuật của mình cắn nuốt nhưng thứ lung lay nhất trong đầu pháp hải chính là quan niệm yêu chỉ là yêu của chàng trước đây bạch nương tử thấy pháp thuật của pháp hải suy yếu lập tức bảo tiểu thanh vào trong cứu hứa tiên tiểu thanh đứng hình mất một lúc nàng không ngờ rằng đến lúc này rồi tỷ tỷ vẫn còn nhớ đến hứa tiên tỷ luôn nói nhân gian hữu tình lẽ nào yêu tinh vô tình sao tỷ muội chúng ta sống với nhau 500 năm cũng là tình tỷ có khi nào nghĩ đến muội như một con người chưa tiểu thanh vào trong kim sơn tự sau một hồi tìm kiếm cuối cùng đập vào mắt nàng là hứa tiên đã xuống tóc nhìn thấy cảnh này tiểu thanh lập tức rơi lệ nhưng khi thấy hứa tiên đã hối hận nàng mỉm cười ở bên ngoài chùa Bạch Nương Tử phải đối mặt với nước lũ lênh láng khắp nơi, rõ ràng nàng sắp không trụ nổi nữa rồi. Pháp Hải thấy vậy vội vàng thay Bạch Tố Trinh chắn nước lũ, nhưng không ngờ rằng vì hành động này của Pháp Hải khiến nước lũ nhấn chìm Kim Sơn tự. Pháp Hải vốn dĩ muốn cứu Bạch Nương Tử nhưng nàng lại nhờ Pháp Hải cứu con mình, còn Bạch Nương Tử bị đỉnh tháp rơi xuống đè chết. Khi Tiểu Thanh cứu được Hứa Tiên ra ngoài sau đó cố gắng tìm tỷ tỷ, nàng bỗng phát hiện nàng không thể nhìn gặp lại tỷ tỷ nữa rồi. "Tỷ tỷ, muội giúp tỷ tìm được Hứa Tiên rồi, không phải tỷ nói muội giúp tỷ tì tìm Hứa Tiên sao? Tỷ quay lại đi." sau khi tiểu thanh biết bạch nương tử đã chết nàng đột nhiên đâm chết hứa tiên lý do là chàng chết nên chết cùng với tỷ tỷ xả tinh có bao nhiêu tội ngươi đều phạm hết rồi đã vậy còn đại khai sát giới ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn pháp hải ngài cũng giết không ít người hoài thượng của chùa kim sơn đều do ngài giết ta đến nhân thế bị nhân thế hiểu lầm các người nói nhân gian hữu tình nhưng tình là gì thật nực cười đến các người cũng không biết khi nào các người hiểu rõ có lẽ ta sẽ quay lại tiểu thanh vẫn luôn thắc mắc tình trong nhân gian là gì nhưng hỏi tới hỏi lui ngay cả con người cũng không biết tình là gì sau khi nàng nhảy xuống nước chỉ còn lại một mình Pháp Hải, chỉ còn lại một thân xác cô đơn với cảnh tượng hoang tàn, một lời không sao nói hết. Cho đây là toàn bộ nội dung của bộ phim Thanh Sa. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Nếu thấy hay thì bình luận số 1, thấy cũng bình thường thôi thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.